Mến chào quý khán giả đến với Mới Mỗi Ngày, kênh cập nhật liên tục và nhanh nhất những tin tức nóng hổi trong nước và thế giới. Đến với bản tin ngày hôm nay, hãy cùng chúng tôi điểm qua những tin tức hấp dẫn nhất có trong ngày. Hãy cùng điểm qua một số ngôi sao showbiz đã khiến các tạp chí bán chạy như tôm tươi khi xuất hiện trên trang bìa. Vương Nhất Bác khiến tạp chí Time Magazine China bán chạy. Vương Nhất Bác là một ca sĩ, diễn viên, người dẫn chương trình và tay đua mô tô chuyên nghiệp người Trung Quốc. Anh là thành viên của nhóm nhạc nam Hàn Trung Unikill. Vào tháng 2 năm 2021, Vương Nhất Bác đã xuất hiện trên trang bìa của tạp chí Time Magazine China với số lượng khoảng 50.000 bản. Vì là hàng hiếm nên vừa mở bán vài giây đã bán hết hoàn toàn. Doanh số vượt hơn 1,9 triệu nhân dân tệ, tương đương khoảng 294.000 đô. Trương Chiết Hạn với tạp chí OK. Mới đây, tạp chí OK đã mời Trương Chiết Hạn thành nhân vật trang bìa của mình. Trong vòng 1 phút đã có 96.000 bản được tiêu thụ và sau 7 phút đạt được 169.000 bản với doanh thu 7 triệu nhân dân tệ. Trước đó, Trương Chiết Hạn cũng khiến cho dân tình đứng ngồi không yên khi khiến cho tạp chí Elle sập nguồn vì lượng truy cập quá lớn. Được biết, Trương Chiết Hạn là một ngôi sao đình đám trong làng giải trí Hoa ngữ ở thời điểm hiện tại sau khi bộ phim Sơn Hà Lệnh thành công. Lưu Vũ Hân cho tạp chí Law Official China. Lưu Vũ Hân là một ca sĩ, dancer, rapper và nhạc sĩ người Trung Quốc. Từng là thành viên của nhóm nhạc nữ Lady Beast, cô hiện đang là center của nhóm nhạc The Night, bước ra từ show Sống Còn Thanh Xuân Có Bạn Hai do đài iQIYI sản xuất. Đầu tiên, Lưu Vũ Hân lên trang bìa của tạp chí Law Official China số tháng 10 năm 2020. Chỉ sau 1 phút, doanh số tạp chí của Lưu Vũ Hân đã vượt qua 600.000 nhân dân tệ và nhanh chóng đạt cột mốc ấn tượng 10 triệu nhân dân tệ, tương đương khoảng 34 tỷ đồng trong nửa giờ. Điều này đã khiến cho dân tình vô cùng bất ngờ. Tiêu Chiến trên tạp chí VOOKME. Tiêu Chiến từng là gương mặt bìa của tạp chí VOOKME số tháng 2 năm 2020. Có hai phiên bản, bìa đơn của cá nhân Tiêu Chiến, bìa đôi chụp cùng người mẫu quốc tịch Pháp gốc Hoa là Estelle Trần Du. Điều đáng nói là cả hai phiên bản trên đã sớm show out ngay từ những giây đầu tiên mở pre-order. Trong đó 90.000 bản được bán ra trong thời gian ngắn với hình ảnh của Tiêu Chiến và 10.000 bản là ảnh đôi với Trần Du. Chu Nhất Long. Chu Nhất Long là một nam diễn viên người Trung Quốc, sinh ra ở Vũ Hán, Hồ Bắc. Anh tốt nghiệp khoa diễn xuất của Học viện Điện ảnh Bắc Kinh khóa 2006. Trong thời gian vừa qua, tên tuổi của nam diễn viên này được khẳng định qua nhiều bộ phim đình đám. Nhờ sự thành công của Trấn Hồn, danh tiếng của Chu Nhất Long sánh ngang với những idol trẻ tuổi. Nam diễn viên liên tục lên bìa tạp chí lớn, giúp mang về doanh thu hàng triệu nhân dân tệ. Dịch Dương Thiên Tỷ. Dịch Dương Thiên Tỷ là nam ca sĩ, vũ công, diễn viên người Trung Quốc, thành viên của nhóm nhạc thần tượng Trung Quốc TF Boy từ năm 2013. Với gương mặt đậm chất điện ảnh, Dịch Dương Thiên Tỷ rất hợp với những bộ ảnh tạp chí. Anh chàng cũng giúp cho tờ Khai Phóc thu về hơn 3 triệu nhân dân tệ khi xuất hiện trên bìa tạp chí. Cho đến thời điểm hiện tại, tên tuổi của Dịch Dương Thiên Tỷ vẫn không có dấu hiệu hạ nhiệt. Cung Tuấn trên tạp chí OK. Quả thực, Cung Tuấn không phải là người nổi tiếng một sớm một chiều. Trước khi Sơn Hà Lệnh được phát sóng, anh chàng đã là một diễn viên đình đám trên thị trường truyền hình chiếu mạng. Sự nổi tiếng này có lẽ nên được mô tả chính xác là một cao trào nhỏ trong sự nghiệp diễn xuất của Cung Tuấn. Xuất hiện trên tạp chí OK, Cung Tuấn đã khiến tạp chí này bán hàng rất đắt. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của Mới Mỗi Ngày. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến trái chiều mời quý vị để lại trong phần bình luận video này để đội ngũ của chúng tôi có thể kịp thời trả lời. Xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại trong những bản tin kế tiếp của Mới Mỗi Ngày.